bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Gala giao thừa của Mango Channel dẫn đầu với 19,49% với nhất bác lép vế trước cặp đôi này. Cặp đôi Lee Seung Hun và Thích Vi mang đến cảm giác ràng buộc giữa những người yêu nhau một cách sống động và chân thực. Bữa tiệc đêm giao thừa năm nay thực sự rất nhiều điểm nhấn và các đài truyền hình vệ tinh đều đã chuẩn bị những bất ngờ lớn dành cho khán giả. Năm 2022, rating của các đài truyền hình khác nhau vẫn không ngừng công bố. Kết quả không mấy ngạc nhiên, Mango Channel vẫn dẫn đầu với 19,49% thị phần. Trên thực tế, việc Mango TV giành lại ngôi vương rating là điều không có gì ngạc nhiên cả. Từ đội hình công bố chính thức của bữa tiệc đêm giao thừa, Mango Channel đã trở thành chủ đề nóng với 5 nghệ sĩ hàng đầu, gồm Vương Nhất Bác, Dương Mịch, Dương Tử, Tổng Thiến và Vương Nguyên. Đầu tiên là buổi ra mắt ca khúc mới của Vương Nhất Bác, 20. Điểm nhấn lớn nhất của bài hát này chính là phần lời. Đây là bài hát Vương Nhất Bác viết cho chính mình, đồng thời cũng là bản tổng kết hàng năm của Vương Nhất Bác. Tất cả những cảm xúc mang theo đều giống như bài vô cảm do Vương Nhất Bác viết hồi đó. Giờ đây bài hát mới 20 cũng nói lên một số khát vọng của anh ấy và cũng là một số kỳ vọng của Vương Nhất Bác đối với tương lai lời của bài hát mới ngụ ý đến hòa bình và an toàn. Sau đó, bạn disco retro, đừng hỏi tôi là disco là gì. Do Victoria Song thể hiện, cô mặc một chiếc áo khoác đen nhỏ với quần đính sequin rất phong cách. Có thể nói danh sưng nữ hoàng sân khấu của Victoria Song rất xứng đáng. Tiếng hát ổn định chỉ cần một khúc ngoặt là trở nên phi thường. Sức hút của sân khấu bùng lên theo nhịp điệu của cô lan qua thời gian và không gian. Cặp đôi Lee Seung Hoon và Thích Vi mang đến cảm giác ràng buộc giữa những người yêu nhau một cách sống động và chân thực. Tình cảm sâu lắng khiến người ta đắm chìm trong đó. Và màn thể hiện của cả hai cũng khiến người ta cảm thấy, hãy tin rằng tình yêu luôn ở bên cạnh bạn. Hai người dáng vẻ cổ điện, lịch lạm, nhìn nhau chủ mến xuất thần trình diện. Có thể nói Lee Seung Hoon là mỹ nam được yêu thích nhất năm nay. Trước đó anh và vợ Thích Vi hợp tác tại Gala Tết Trung Thu. Nó đã làm bùng nổ sân khấu và mang đến cho mọi người nhiều bất ngờ. Không ngờ phần điệp khúc của hai người vẫn còn xúc động đến vậy. Không ngoa khi nói rằng bài hát của họ chính là màn trình diện tuyệt vời trong đêm hôm đó. Và một người đứng đầu khác là Dương Tử đã xuất hiện trong chiếc khăn che một bên vai màu đỏ với đôi bông tai hình trái tim màu đỏ. Bài hát Công chúa Wendy với nụ cười ngọt ngào tỏa ra tình yêu lãng mạn. Vào thời điểm này, rating của đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam cũng tăng theo với đỉnh cao nhất là trực tiếp đạt 3%. Và Cung Tuấn được biết đến với biệt danh, chim sơn ca đã dành màn ra mắt đêm giao thừa cho đài truyền hình Hồ Nam. Một lý do chính là khu vườn ngụ say hiện đang được phát sóng trên đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam. Điều không ngờ là Cung Tuấn không chỉ hát mà còn biết chơi trống. Chương trình anh biểu diễn tối hôm đó là ca khúc Đường đua màu vàng của Tạ Đình Phong. Toàn bộ bài hát đầy đặn khiến người nghe phải say mê. Mặc dù kỹ năng ca hát của Cung Tuấn còn hơi non nớt so với Xin, nhưng nếu anh muốn hòa thân thành ca sĩ thì không vấn đề gì. Và cuối cùng là ca khúc solo Ôm em qua mùa đông lạnh giá của Vương Nguyên. Bài hát này là bài hát chủ đề cùng tên của bộ phim Ôm em qua mùa đông lạnh giá do Hoàng Bân và Dạ Nại Lượng đóng chính. Vương Nguyên đã bắt đầu tập trung cho con đường âm nhạc với tài năng sáng tạo và ốc thẩm mỹ âm nhạc của mình anh không chỉ giành được giải người sáng tạo xuất sắc nhất năm tại lễ hội âm nhạc chính thống Trung Quốc mà được khán giả công nhận. Vì vậy, dù mọi người chờ đợi sự kết hợp của TFBOYS, nhưng Vương Nguyên vẫn ấm áp hát cao khúc mới của chính mình, ôm em qua mùa đông lạnh giá. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.